Mua giấy mọi người ơi. Giấy gạo cầm. Giấy này mình định mua cái cuộn này mà không có giá nè mọi người. Giấy này chỉ có bán tại Lotte. Ngọc ơi, giấy này chỉ bán tại Lotte nè. Mình hôm nay mình đi siêu thị mọi người, đi siêu thị Lotte nè mọi người. Đó, mình đi siêu thị Lotte, mình để coi tình hình nè. Mọi người có dân có đi hốt hàng không nha mọi người. Vô. Xe ít. Bây giờ thôi mình vô trong quầy thì mình sẽ quay nha. Ôi vắng nè. Rất là vắng mọi người. Đâu có ai đi hốt hàng à mà. Hai Ngọc đi siêu thị mua thức ăn dự trữ hả? Bây giờ vẫn còn vắng mọi người. Mình thì mình đi mua đồ vật dụng cần thiết thôi chứ mình không có mua để dự trữ á mọi người. Mình quầy vắng ghê á. Pizza nè mọi người. Nhưng mà giờ nhà mình không có cái lò nướng. Đây siêu thị vẫn bình thường, vắng vẻ thôi, đâu ai gom hàng giống Hà Nội. Mình đi cho biết, mình chỉ mua những thứ xài bỏ hàng ngày thôi mọi người, mình không có mua dư nhiều gì đâu. Mình thì ăn gạo thôi, mình không có ăn mì. Thôi Ngọc đi trước. Kem nè Ngọc. Kem nè. Chu mình thích kem lắm. Mà kem mắc quá mọi người thì đừng mua. Phô mai đâu ta? Em ăn xúc xích. Xúc xích bữa nha. Kim chi nè mọi người. Kim chi cải thảo nè. À quên rồi, thấy kim chi mới nhớ mua ớt bột. Kim chi cải thảo. Cái này nguyên cây bịch này nhiêu đây? Để em coi thử coi ngày 12. Kim chi mình làm mình cũng có bán kim chi nữa. Một cái bịch này 1 ký 87 ngàn. Trời ơi. Đi qua 87 ngàn 1 ký đi qua mua phô mai rồi nè. Phô mai có ở đây ngồi bên kia. Siêu thị Lotte này lần đầu mình đi nên không phải lần đầu, bữa Tết mình cũng đi rồi. Nhưng mà khu vực nó vẫn chưa có quen á. Chắc phô mai đây á. Ốm đau không Ngọc? Mình mua đậu hũ. Em mua đậu hũ. Mình sẽ mua đậu hũ với mọi người. Đứ. Đâu? Dạ, ủa mấy cái này luôn hả Ngọc? Không. Không già. Đây mình quay phô mai, mua phô mai cho ăn cục mọi người ơi. 4 miếng. Miếng còn cái này bữa em coi à. Không. 4 miếng, còn cái này nè, hôm bữa em mua cái này nè. Là 8 miếng. Giá gấp đôi, 31 ngàn. Còn cái này 4 miếng là 15 ngàn. 15 ngàn, cái này mua 2 hộp này mắc hơn. Hớt mừng mấy đồng. Mệt à. Hãy mua hộp đó thử đi, tại mình dễ sách di chuyển nữa. Ờ vậy mua đi. Này có lấy được không? Mở rồi. Ê coi như hẹn sử dụng coi. Lựa đi ta. Vậy cầm chút lên tiền ta mở ra đúng không? Em kêu Ngọc có hạn sử dụng. Lại đi mà. Trời ơi. Nổ sữa. Rồi.
sữa qua thì Ngọc mua bình sữa ấy á, Ngọc mua sữa bự thiệt bự á, giống của Mỹ á, có nguyên chai bự luôn của Mỹ á, mà ở đây không có rồi. Ở bình này rẻ hơn Ngọc. Sao bình này bình sữa, à cái này sữa đậu nành Ichiban, thôi uống này đi. Ê có mua hộp giấy đi, mốt em cũng uống hả, mua hai hộp. Hương gì đây, này có đường nha, mua không có đường đi, có đường như đây nè. Mua có đường nè, không có đường, để nó không có đường. Đây nè, bỏ bỏ, ê có sữa, có phô mai này nữa nè, nhưng mà chưa ăn, phô mai này là cùng nhỏ nhỏ là ăn vừa một lần luôn nè, bán lẻ một sản phẩm, giá nhiêu vậy? Phô mai Black Lucy, 47.000 mấy miếng vậy? Coi thử mấy miếng trong đó, mắc không? Ờ vậy mua này đi, 15 viên là vừa ăn. Ngọc đang mua phô mai cho măng cục, tụi mình mua hay lâu mọi người ơi. Giờ qua quầy mì mua dầu ăn thêm, sữa, ai mua tương, vô mua tương, ai mua dầu ăn Ngọc ơi. Mua một chai bự ăn đi. Em thấy mẹ mua dầu nành á. Em coi coi, 30. Mua bình gỡ nào ta. Mua bình ăn chiếc ra cho rồi. Mua bình này đi, Cúc Kinh 200 mấy, 207.000. Mua tương, mình mua một chai dầu ăn. Bây giờ mình mua tương ớt mọi người. Mình sẽ mua một chai tương ớt, nhưng mà mình mua tương ớt này, mình sẽ mua một chai tương ớt, tại vì nhà mình ăn tương ớt rất là hao luôn. Chai này bị mốp rồi, mình sẽ ăn một chai này. Tương ớt xê lô mét, chu lô mét. Vậy là em đón mọi người nữa không? Thôi thì đi, qua mua nước mắm. Ê cái chai kia 207. Chai này dầu đậu nành nè. Cái này tặng cái này. Cái này bằng lít không? 5 lít bằng. Cái này. Nhưng mà cái này thôi mình cũng không cần. Qua bột ngọt gói 450g. Mình sẽ mua một bịch bột ngọt. Sao mịn chứ ta, nhà mẹ mua từ từ. Mình thích bột ngọt hột to. Em mua bịch bột ngọt. Đây mì kìa, quá trời quá đó. Mì nè, người ta. Ông mì không? Ông mì không? Thôi mình ăn gạo, mình mua mì ngon. Mì nè. Không giống, à đây. Nè mọi người ơi, mình đang tìm cái ớt bột loại này nè mọi người. Ý cái loại mịn dữ. Loại này loại mịn rồi. Đây nè, nguyên quầy ớt bột, bữa ớt Hàn Quốc. Cái này không phải mịn. Thôi chắc mua loại này.
Thì mình cũng được, ý là mình cũng được, mình sẽ mua bịch này nha mọi người. Bịch này nửa ký mà 70 ngàn. Này mịn hả? Không, mịn giống bữa em mua nó có nó đỏ gì nè. Nên nó đẹp. Còn đen không có đỏ không? Nó không có mịn, nó không có xe nhuận, nó còn có lỗ. Em cái này em chưa có xài. Nên em xài cái loại ớt này thì mua loại này. Mua giấy mọi người. Giấy gạo cập. Giấy này mình định mua phù này mà không có giá nè mọi người. Giấy này chỉ có bán tại Lotte. Hằng ơi, giấy này chỉ bán tại Lotte nè. À đây, đừng nói giá đây nghe. Sữa bông nhà còn không ta? Còn bịch nhỏ, mua bịch A3 này đi. Mua A3 nha. Ở nhà mình cứ đang xài A3. Mua bịch này thôi. Ê Ngọc, hình này con mua nước ngọt, con mua sữa chua. Siêu thị bây giờ hiện tại bây giờ là 4 giờ mọi người. Siêu thị vẫn còn vắng. Giờ này 4 giờ. Không phải 4 giờ. À quên, 5 giờ chết mẹ. Lộn. 5 giờ mà cũng còn vắng, nghĩa là siêu thị không có đông đúc, không có nhiều người chữ hàng. Thôi bây giờ mình qua coi hàng đông lạnh chút, mình sẽ đi về và review cho các bạn coi mình mua hôm nay mình mua những gì nghe. Ôi dưa leo chậm mệt. À củ cải mini kìa. Đây kìa. Đâu? Ôi Ngọc ăn không, mua về sao bò? Muốn là chắc để là ăn không Ngọc ơi. Trời ơi, mình lần đầu mình thấy cái củ này dễ thương á mọi người. Trời ơi, cái này đưa về cả biển rồi quá chừng này. Ông ơi, em mua ấy da, trứng hả? 19 ngàn hả? Ừ, có hai sử dụng thử coi lâu không? Đây, một xe hàng đây mọi người ơi. Đi ra đường nào? Ra cửa nè. Nãy mình để suy nghĩ á, cửa nè. Ủa cái cửa đi vô. Không ơi, mình đi cửa dưới. À, ra đây cũng có xe đi được đúng không? Đây, bây giờ đi về với một xe hàng. Mình ở dưới á. Đi. Nãy mình lên cửa này đúng không? Ngọc chạy xe lại đây đi. Nặng chút mẹ luôn. Xách nổi không? Chạy xe lại đây được rồi. Chị tên gì, em sẽ lại tên mình nha. Cái này gì chị? Dạ, cái này đi chăm sóc da mặt miễn phí. À vậy thôi, em có nhu cầu rồi chị. Cảm ơn nghe, cảm ơn chị. Đây một cái view nè, một chút về nhà mình à. Bây giờ mình sẽ đi về thôi mọi người. Ê mọi người, bây giờ mình về tới nhà rồi mọi người. Thì mình đi siêu thị Lotte nha mọi người. Thì mình muốn đi siêu thị để mình coi tình hình siêu thị là người dân ở Sài Gòn có đổ xô đi mua đồ dự trữ giống như ở Hà Nội hay không, giống như bữa giờ mình coi tin tức á thì bên Hà Nội người ta đổ xô mua rất là nhiều. Nhưng mà mình á thì hôm nay mình đi mình không phải mua đồ dự trữ, mình chỉ mua những cái đồ cần thiết để mình xài thôi, chứ mình không có đi mua mì hay này nọ gì cả.
mì thì mình không thích ăn lắm nên mình cũng không mua, mà mình cũng không có ý định là mua đồ dự trữ mọi người. Thì hôm nay mình chỉ mua sơ sơ mấy cái này. Mình mua khăn giấy. Đây mọi người, khăn giấy nè. Khăn giấy với cây giấy dài. Cây giấy dài này thì để dành cho em ăn cục. À đó, còn giấy này thì để nói chung là mình xài. Đây là dầu ăn, chai dầu ăn 5 lít. Mình mua để dành ăn luôn. Còn đây là nước, nước lau sàn nè mọi người. Đó. Dầu gội, tương ớt, kem đánh răng, mình mua đồ đó. Nước rửa chén, bột ngọt, bột giặt. Đó thì những thứ mà cần xài mỗi ngày thôi. Đây là sữa để cho Ngọc uống đi làm buổi sáng. Còn đây nè mọi người, đây là ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc này là mình mua để mình dành để làm kim chi bán. Đó thì thứ những vậy. À, đây là phô mai của em ăn cục, lâu lâu cho em ăn một miếng. Còn bên đây á là đồ ăn, đồ ăn. Đây mọi người, đây là hai trái táo nè. Ý không phải hai táo, lộn, xin lỗi. Ớt, mình thích ăn ớt lắm nhưng mình thấy trong siêu thị nó ngon quá. Đó, mình mua hai trái như vậy. Mua hai trái như vậy cũng 30 ngàn á mọi người. Rồi lỡ mua đi chợ rồi, mua luôn một miếng bí đỏ. Còn đây là táo nè mọi người. Táo này là 60.000, 64.000 ký, mình mua hơn 1 ký. À đây là trái bí ngòi đặc biệt. Đây cái món này mình nè. Bí ngòi này mình xem trên mình cũng thấy mọi người ăn nhiều rồi khen rất là tốt, rất là ngon, nên là hôm nay mình thấy và mình muốn ăn thử nên mua hai trái này. Hai trái này là 20.000 á. Hai trái này 1 ký hay mình người ta vô sẵn 20.000 hay sao á. Đó, đây thì dưa leo, còn đây là đồ Việt Nam thôi. Còn đây, cá trứng. Cá trứng này thì mình rất là thích ăn luôn. Nhưng mà ở chợ mình mua hoài không có. Nay mình đi siêu thị, một này mình thấy đang giảm giá. Thường thường cái này là mình thấy là 40 mấy ngàn, nhưng mà giờ giảm còn 32 ngàn. Đây, sữa chua, đậu hũ với mấy gói mì này. Mì này thì để mình ăn sống á. Mình thích ăn mì kumi nè. Mì lẩu thạch, mì lẩu mì hảo hảo đó, như vậy thôi. À, đây nữa, đây cái này cái bánh mình thích nhất mọi người chưa ăn. Đây mình mua ba cái bánh này mọi người, thấy đẹp ngon quá à. Cái này à, đây mọi người đó, bánh kem, cái này là sô cô la với cái xanh này là hình như là lát Paris gì không, mình không biết nữa. Còn cái này trà xanh, còn cái đỏ đỏ này không biết. Thì mình bỏ tủ lạnh, khi nào mình ăn thì mình sẽ đó. Ê cái này mà nếu mua nhiều cái thì thành một cái bánh tròn nè. Mình chưa thấy, mình chưa ăn mọi người. Nhưng mà mình thấy là mình thấy thèm quá, thích quá nên mình gán mua một cái như vậy là 19 ngàn mọi người. Rất là đắt luôn. Nhưng mà gán mua ba cái để làm video quay cho mọi người xem, mà mình cũng muốn chia sẻ là bánh này ăn như thế nào. Thì thôi mọi người ơi, thì hôm nay mình đi chợ, mình chỉ mua, mình đi siêu thị. Đây cái video thiệt dài luôn mọi người. Tổng chi phí của nhà mình hôm nay là 1.119.000 mà mọi người thấy không? Không có gì hết, đơn giản. Tại vì mấy cái này nè, mấy cái này là mấy trăm ngàn một cái, là năm hai cái này 200 mấy á. Nói chung là hôm nay mình đi mua là tổng thiệt hại hết 1.1 triệu. Rất là tiếc luôn, nhưng mà thôi bỏ 1.1 triệu mình cũng mua được rất là nhiều đồ để xài. Cái này mình xài rất là lâu, nước lau sàn rất là to luôn, mình 4-5 lít. Mình xài rất là lâu. Thì thôi video của mình hôm nay là mình chỉ muốn quay để chia sẻ với mọi người, để cho mọi người biết là tình hình ở các siêu thị của ở Sài Gòn hiện tại nó cũng không có đông đúc nha mọi người. Thì thôi video của mình hôm nay là kết thúc. Chào mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình bằng đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Chào mọi người.